Thưa quý vị, những ngày qua, Đà Nẵng dồn sức khắc phục hậu quả bão số 5, trong đó có công tác tổng dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Với tinh thần khẩn trương, chủ động để khôi phục môi trường nhanh nhất có thể, cùng với lực lượng công nhân môi trường, các địa phương, đơn vị đã tích cực vào cuộc, tập trung dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố. Cùng với việc chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành hỏa tốc văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã trực tiếp điện thoại chỉ đạo và đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện. Đặc biệt, Sở đã phát huy tối đa hiệu quả của group Zalo Môi trường Đà Nẵng, có sự tham gia của hơn 130 thành viên là đại diện các sở ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan, qua đó cập nhật nhanh nhất tình hình và chỉ đạo kịp thời. Nhờ vậy, việc khắc phục môi trường sau bão đã được chủ động triển khai và đây là hình ảnh ra quân ngay sau bão của Sở Tài nguyên Môi trường và Thành đoàn Đà Nẵng. Cái việc dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố thì chúng tôi đã ban hành, tham mưu cho thành phố ban hành một cái kế hoạch triển khai thường xuyên, trong đó đặc biệt là những cái kịch bản để ứng phó với cái việc bị dọn dẹp vệ sinh sau những cơn bão lũ. Và đối với cái trận lũ lần này thì ngay sau khi có cái thông tin dự báo về cơn lũ thì chúng tôi cũng đã triển khai ngay cái kế hoạch, và ngay sau khi kết thúc thì cũng đã triển khai lực lượng. Lần này thì cái lượng rác mà phát sinh do thiệt hại do gió bão thì nó ít, cây cối thì không nhiều, nhưng mà chủ yếu là rác trong dân và thứ hai là rác từ thượng nguồn trôi về thành phố. Ngày 15 tháng 10 thì chúng tôi cũng đã kích hoạt cái 56 đội hình thanh niên tình nguyện trên toàn địa bàn thành phố. Mỗi một đội hình như vậy là tầm khoảng 50 đến 100 bạn đoàn viên thanh niên để tham gia cùng với các lực lượng chức năng cũng như nhân dân để khắc phục hậu quả tại các cái hộ gia đình bị ảnh hưởng rất là nặng nề của cái cơn bão số 5. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường cũng như là các bãi biển trên địa bàn của thành phố. Trên các đường phố khu dân cư sau mưa lũ, đâu đâu cũng ngập tràn rác thải, có những điểm rác tập kết lên đến hàng trăm khối, chất cao như núi. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Urenco miền Trung triển khai thu gom rác cả ngày lẫn đêm. Theo thống kê của sở, 4 ngày qua, từ ngày 15 đến hết ngày 18 tháng 10 đã có hơn 8.500 tấn rác thải được thu gom, đưa về xử lý tại bãi rác Khánh Sơn. Cái khó nhất ở đây là vừa dọn xong, rác lại tiếp tục phát sinh. Ngoài phương tiện hiện có của công ty, thì công ty cũng thuê thêm 50 xe tải ben, 10 xe múc và tổ chức lực lượng để làm cả ngày lẫn đêm giải phóng toàn bộ lượng rác trên địa bàn thành phố sau bão số 5 để đảm bảo nhất công tác vệ sinh môi trường, tránh cái tình trạng mà nếu mà trường hợp bão số 6 vào thì bão chồng bão, rác chồng rác. Sau cái đợt lụt số 5 vừa rồi thì cái lượng rác trên cái địa bàn quận Ninh Khê mình á thì nó tăng gấp 5 lần, gần gấp 6 lần ngày bình thường. Đó, nên là cái phương án của xí nghiệp đưa ra thì vừa làm cuốn chiếu mà vừa, nói chung thì cái cuốn chiếu nó cũng không xong được, tại vì là sau khi mà chúng tôi dọn xong á thì người dân do cái nước dâng cao á nên là hư hại đồ nhiều, nên là người ta đưa ra rất là nhiều, nên là bắt buộc chúng tôi sẽ thu gom rất là nhiều lần trên cùng một tuyến đường như vậy. Do nhiều khu vực dân cư bị ngập nặng, nhất là ở địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, nên chờ nước rút các đơn vị và người dân mới có thể dọn dẹp. Đến hôm nay đã bước sang ngày thứ 5 sau bão, công việc này vẫn đang triển khai. Một lượng lớn rác thải tiếp tục phát sinh, đó là lý do khiến cho lượng rác thải chưa thể được xử lý triệt để sau bão. Sau khi lụt qua thì phường huy động các đơn vị quân đội, cũng như nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị quân đội trên địa bàn phường, huy động để là dọn dẹp các cái điểm công cộng, các khu vực, các đường xá bị ngập. Cán bộ chiến sĩ đã tích cực làm việc, dọn dẹp vệ sinh, dọn trống khoa học, lau bàn ghế và dọn bùn đất ở sân trường để nhanh chóng cho các cháu học sinh tổ chức vào học. Không chỉ phát sinh rác thải trong các khu dân cư mà dọc các bãi biển Đà Nẵng, rác từ thượng nguồn trôi về rất nhiều, khổ nhất là vừa dọn xong lại đầy rác. Tuy vậy, xí nghiệp môi trường sông biển cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị vừa nỗ lực thu gom, vì nếu không dọn kịp thời sẽ bị vùi trong cát, bởi vậy xảy ra tình trạng rác chồng rác, gây nhếch nhác và ô nhiễm môi trường. Hiện việc tổng dọn vệ sinh môi trường sau bão số 5 đang được Sở Tài nguyên Môi trường thành phố đồn đốc các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai, huy động tối đa nhân lực và phương tiện phục vụ cho công tác này để nhanh chóng khôi phục cảnh quan đô thị, môi trường thành phố.